Các bạn thân mến, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn sửa cái bình siêu tốc, bình nước nóng các bạn. Bình này hiệu của Panasonic. Đó, đây là cái mặt trên của cái bình này các bạn ha. Đó, mình ấn này vô, mình dở lên, nó mở cái nắp ra nè. Bình này cũng còn mới nha các bạn. Hiện tượng của cái bình này á, là nó bị sét đánh nha các bạn. Bị sét đánh thì nó mất điện vào luôn các bạn ha. Và mình cũng có kiểm tra rồi các bạn, là cái này nó bị hư cái mạch điện tử đó nha các bạn. Và đây mình cũng có một cái bình nước nóng siêu tốc của Panasonic các bạn. Nó cũng y như cái bình kia nhưng mà nó đã bị hư rồi các bạn ha. Bình này nó bị hư cái phần điện trở các bạn, cái phần điện trở làm nóng các bạn ha. Nhưng mà cái mạch điện tử nó còn. Đây này các bạn, mình so sánh thì mình thấy hai cái bình này cái phần đế dưới nó bằng nhau hết các bạn. Và cái mạch điện tử cái hộp đựng nó các bạn nó còn y nhau luôn. Vì cái này nó rất là chật nha các bạn. Nếu mà nó khác nhau là các bạn không thể nào bỏ vào nhau được ha. Đó, một cái bình này á, là 3 lít các bạn. Còn bình bên đây là bình 4 lít ha. Đó, nó bình 4 lít thì nó lớn hơn bình bên đây nhưng mà nó chỉ cao hơn thôi các bạn. Còn cái bề tròn á, cái gì thì nó vẫn bằng nhau ha. Đó, mình xoay cái bề tròn của cái bình này các bạn là nó bằng nhau luôn. Cái mạch điện tử này các bạn nó dùng cái con chip nó y như con rệp đó các bạn, thành ra rất là khó sửa nha. Nên bây giờ mình sẽ lấy cái mạch điện tử của cái bên cái bình 3 lít này, mình sẽ thay vào cái bình 4 lít các bạn ha. Rồi các bạn cạy cái viền đen ở dưới này ra luôn ha. Vì cái viền đen này á, nó còn có một con ốc ở mé trong nè các bạn. Nó giữ cái lỗ cắm của cái phích điện đó các bạn nha. Đây này các bạn, cái bình này là nó bị hư cái cuộn dây điện trở cấp điện cho cái mạch điện tử đó các bạn. Mình sẽ lấy cái mạch điện tử đó, mình sẽ thay sang cái bình 4 lít này nha các bạn. Thì cái bình này mình cũng mở ốc rất là đơn giản, ở dưới có mấy con ốc ở dưới thôi các bạn. Rồi khi mình mở ốc ra hết các bạn, mình sẽ đẩy nó lên ha. Đó, trên đây mình sẽ cậy cái trên này ra các bạn. Mình cậy cái viền ở trên này nè, nó có mấy cái gờ nó gài ra ha. Rồi ở phía dưới này các bạn rút ba cái dây cắm điện ra các bạn. Đó, dây cắm vào cái lỗ cắm điện này ha, có hai cái dây bìa nè. Còn cái dây giữa đó là cái dây nối đất. Rồi các bạn đẩy mạnh rút luôn cái phần đất này ra. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái cuộn dây điện trở này các bạn. Đó các bạn thấy nè, nó lên hết ha. Đó, cuộn dây này là cấp điện cho cái mạch điện tử á. Còn dây hai dây bìa là dây làm nóng đó các bạn nha. Cái bình này là nó bị sét đánh nên nó hư cái mạch điện tử thôi các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái mạch này ra các bạn. Nó có mấy cái gờ gài này các bạn, có ba cái nha. Mình ấn vào cái mình đẩy nó lên này các bạn, rất là dễ luôn. Rồi mình xoay qua đây mình bóp luôn cái gờ này, là mình mở cái nắp này ra các bạn. Nó có ba cái gờ thôi các bạn ha. Đó, mình gỡ cái nắp này ra rất là dễ luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái bao mạch của cái máy bên đây nè các bạn. Đó, cái bên đây nó cũng y như vậy luôn. Mình cũng gỡ ba cái chấu của nó ra các bạn, là mình mở cái nắp ra. Đó, các bạn bóp cái nút bên đây nè, các bạn dở nó lên nè. Rất là dễ luôn. Cái này nếu mà thay qua nhau thì mình nghĩ ở nhà các bạn làm cũng được ha. Nhưng mà các bạn phải làm từng cái nha. Vì các bạn mà gỡ một lượt ra hết là các bạn không biết đường dây nào các bạn cắm vào nha. Đó, hai cái nó y nhau luôn nè các bạn. Mình gỡ ra mình thấy nó không khác một chút nào luôn. Mình để hai cái so sánh với nhau nè các bạn. Mình thấy nó y nhau luôn các bạn. Không có khác một cái gì luôn các bạn.
Chỉ có bên đây là cái rờ le, cái nắp nhựa đó màu trắng, còn bên đây cái rờ le, cái nắp nhựa nó bằng nhựa màu đen đó các bạn. Nhưng mà cơ bản là cái mạch nó với lại cái chân của mấy cái rắc cắm dây điện ra vô y nhau hết các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái bo bên bình 3 lít đó các bạn, để mình lấy cái mạch điện tử này nè ha. Thì mấy cái đầu cắm này các bạn chỉ rút ra thôi. Nếu mà nó có dán keo cứng thì các bạn dùng mũi dao các bạn cậy cái lớp keo mỏng ra rồi các bạn rút ra ha. Còn ở đây mình rút ra thấy nó cũng nhẹ rồi các bạn. Đó, mấy cái đầu dây này á, thì các bạn phải bóp, nó có một cái gờ nhẹ nó giữ lại á, mình phải bấm nhẹ rồi mình bóp nó mới ra, rút nó mới ra nha các bạn. Đó, còn cái dây bẹ dây cáp này nó đưa lên cái mặt trên để điều khiển đó các bạn, thì mình chỉ cần rút nó lên thôi ha. Đó, các bạn cầm đều tay các bạn rút mạnh nó lên là nó ra thôi. Đó, mấy cái cháu này nè các bạn, nó có một cái gờ ngay giữa nè. Đó, các bạn bấm vô rồi các bạn rút nó mới lên ha. Rồi khi rút hết dây điện rồi mình cầm mình dở cái mạch lên thôi các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ sang y cái mạch này qua bên cái bình 4 lít này các bạn. Các bạn thấy cái mạch của nó đó, nó rất là khó sửa. Còn đằng này nó bị sét đánh rồi các bạn. Nên mình thấy có cái bình này y như vậy, thành ra mình sẽ thay sang thử xem nó thế nào các bạn nha. Rồi bây giờ mình thay vào các bạn, thì mình rút chừng nào mình cắm chừng đó nha, để nó không có bị lộn. Còn các bạn mà rút ra hết một hơi, các bạn cắm vào nó hơi cực. Tuy là cái chấu nào thì nó vừa chấu đó rồi, nhưng mà mình rút từng dây, mình cắm vào từng dây thì nó sẽ nhanh hơn. Đó, nhưng mình rút dây này mình cắm vào cái dây này. Đó, mình rút dây nào mình cắm dây đó. Nhà thiết kế người ta cũng làm rồi các bạn, nó không có trật được đâu, cái khe nào vô khe đó rồi ha. Rồi còn cái dây bẹ này nè, các bạn để cho nó thẳng rồi nó ngay, các bạn ấn nó vào là xong thôi các bạn. Đó, cũng rất là dễ ha. Rồi xong rồi mình bỏ nó vào cái khay nhựa của nó nè các bạn. Nó có hai cái gờ dưới nè, mình để lọt ở trong rồi mình ấn nó xuống đây ha. Rồi mấy cái dây này các bạn cho nó vào chung một cái khe nè các bạn. Đó, nó có một cái khe sẵn luôn ha. Rồi sau khi dây đã ngay ngắn rồi, mình lấy cái miếng trên này các bạn mình ập nó vào thôi. Thì cái này nó cũng có ba cái gờ các bạn, nó có ba cái gờ cái móc nhựa, mình đỏ ngay mình bóp vào là xong thôi ha. Đó, các bạn bóp vào thì ba cái gờ này nó móc lên trên là xong. Cái gờ này cũng bự lắm các bạn. Như vậy là đã lắp cái mạch điện tử vào xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ cái vỏ vào các bạn ha. Tại vì cái lỗ cắm điện nó tuốt ở dưới cái vỏ lần các bạn, nên mình phải lắp vào mình mới cắm cái dây điện cấp nguồn vào cái lỗ cắm điện các bạn, mình mới thử được ha. Đó, ba cái dây cắm điện này các bạn mình rút nó lên ha. Rồi các bạn canh cho nó ngay, rồi các bạn đẩy nó xuống là nó ngay khớp là nó vào thôi các bạn. Rồi cắm cái dây điện này các bạn phải lưu ý là phải cắm đúng nha, hai cái dây bìa là hai dây cái nguồn chính nha các bạn, còn cái chân giữa là chân nối đất á, các bạn đừng cắm lộn vào thì nó sẽ cắm điện nó vào vỏ máy rất nguy hiểm nha. Đó, các bạn lưu ý là cái dây chân giữa là vào mát nối đất nha, còn hai chân bìa là hai dây điện cấp vào nó đó. Đó, nếu các bạn muốn cho nó chắc hơn thì các bạn bóp mấy cái đầu này lại nè. Rồi, như vậy là xong rồi các bạn. Bây giờ mình ráp mấy cái nắp đít này vào là xong đây ha. Rồi, bây giờ mình gắn cái vòng đen này vào các bạn. Mình ấn nó vào là xong rồi các bạn ha. Vòng đen này nó để nó xoay qua xoay lại các bạn. Khi mình để cái bình nước á, nó có thể nó xoay qua xoay lại, nó không có bị rít đó các bạn ha. Mình đã cắm điện vào, mình nấu nước nó sôi rồi nè các bạn ha. Để mình mở ra cho các bạn xem ha. Nước đã sôi rồi các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại rồi mình lấy nước ra ly thử các bạn. Mình bấm thử xem cái motor nó có quay nước ra không các bạn ha. Cái bơm nó có bơm hay không các bạn. Vì mình mới thử nấu thôi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái ly này vào nè các bạn. Mình ấn thử xem cái bơm nó có bơm nước ra không các bạn ha.
Trước khi bơm các bạn phải ấn cái nút này lên nè, nó có cái đèn này rồi các bạn ấn đó, nước nó mới ra nha. Đó, nếu mà các bạn tắt cái đèn đó đi là các bạn ấn nước nó không ra nha. Như vậy là mình đã thay cái mạch điện của cái bình nước nóng Panasonic thành công rồi các bạn. Rất là dễ luôn các bạn ha. Các bạn ở nhà cũng tự làm được ha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.